Kính chào quý vị khán giả của chương trình Đối thoại được phát sóng vào tối chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình VTV. Thưa quý vị đang theo dõi về chương trình Đối thoại, bàn luận về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp chịu tác động bởi dịch COVID-19. Tiếp nối số đối thoại của tuần trước thì tuần này chúng tôi tiếp tục thảo luận về chủ đề gỡ khó cho doanh nghiệp nông sản. Xin giới thiệu tới quý vị những khách mời trong chương trình ngày hôm nay. Bà Nguyễn Thị Nga, sáng lập công ty cổ phần Việt Hớp. Ông Phan Thái Trung, giám đốc của công ty cổ phần Người Làm Nông. Ông Hoàng Trọng Thủy, chuyên gia nông nghiệp. Vâng, thưa quý vị, số đối thoại ngày hôm nay hơi đặc biệt một chút ạ. Các khách mời của chương trình thay vì gặp gỡ tại trường quay thì sẽ cùng nhau trò chuyện trực tuyến và đảm bảo đúng chủ trương giãn cách xã hội của chính phủ, giữ an toàn cho tất cả mọi người. Như quý vị đang thấy tại trường quay của VTV thì chỉ có mình tôi với chiếc laptop này ạ. Do đó thì cách thể hiện của chương trình sẽ hơi khác biệt so với thường lệ. Nhưng tôi tin rằng đây sẽ là một chương trình mang lại nhiều thông tin hữu ích gửi tới quý vị nói chung, tới những nhà hoạch định chính sách cũng như là tới các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông sản nói riêng. Trước hết thì mời quý vị khán giả và khách mời cùng theo dõi phần tổng hợp sau đây của chúng tôi. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 3 tháng đầu năm 2020, tổng số xe hàng hóa mà Việt Nam đã xuất khẩu sang Trung Quốc qua các cửa khẩu tuyến biên giới phía Bắc đạt 38.493 xe. Ở chiều nhập khẩu, ghi nhận 32.635 xe hàng hóa nguyên phụ liệu, hoạt động xuất nhập khẩu nông sản tại các cửa khẩu một số tỉnh biên giới phía Bắc. Lưu lượng xuất nhập khẩu hàng hóa khoảng 1.200 xe một ngày, thời gian trước giai đoạn dịch bệnh thông thường từ 3.000 đến 4.000 xe một ngày. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là nông sản, thanh long, mít, dưa hấu, chuối, xoài, nhãn chiếm 80%. Mặt hàng nhập khẩu là linh kiện điện tử, máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu sản xuất. Để đảm bảo xuất khẩu trong thời gian tới, ngày 9 tháng 4, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã gửi thư tới Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc đề nghị quan tâm chỉ đạo, tạo thuận lợi cho việc xuất nhập khẩu nông sản, bảo đảm đáp ứng nhu cầu của thị trường hai nước. Cụ thể, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị lực lượng hải quan các địa phương của Trung Quốc tiếp giáp với Việt Nam tăng cường hợp tác, khắc phục các khó khăn trước mắt, kéo dài thời gian làm việc thông quan hàng ngày, tạo mọi điều kiện thông thoáng về thủ tục, nhất là thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa và thủ tục kiểm dịch xuất nhập cảnh qua biên giới. Liên quan đến đề nghị của Bộ Công Thương cho phép tiếp tục xuất khẩu gạo, Thủ tướng mới đây đã đồng ý nhưng yêu cầu phải đảm bảo an ninh lương thực. Lượng gạo được phép xuất khẩu trong tháng 4 và tháng 5 sẽ vào khoảng 800.000 tấn. Lượng được phép xuất khẩu này giảm 40% so với lượng xuất khẩu tháng 4 và tháng 5 của năm 2019, giảm 35,7% so với cùng kỳ giai đoạn 2018 và giảm 21,7% so với cùng kỳ năm 2017. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ liên quan báo cáo tình hình xuất khẩu gạo tháng 4 năm 2020 và đề xuất Thủ tướng Chính phủ phương án điều hành xuất khẩu gạo tháng 5 năm 2020 trước ngày 25 tháng 4 năm 2020. Xây dựng kịch bản điều hành thị trường gạo trong nước và xuất khẩu trong trường hợp dịch COVID-19 tiếp tục kéo dài, kể cả đến hết năm 2020, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25 tháng 4 năm 2020. Vâng, thưa các khách mời ạ, dịch COVID-19 thì đã tác động đến nền kinh tế của tất cả các nước trên thế giới và Việt Nam thì cũng không ngoại lệ, đặc biệt nông sản lại là ngành chịu tác động nặng nề khi mà thị trường xuất khẩu chính của chúng ta là Trung Quốc, Mỹ và châu Âu ạ. Ngày hôm nay thì có hai khách mời là doanh nghiệp trong lĩnh vực nông sản. Vậy thì ông bà có thể chia sẻ những khó khăn mà doanh nghiệp phải đối mặt trong thời gian vừa qua. Trước hết thì xin mời ý kiến của bà Nga. Doanh nghiệp của bên tôi thì doanh nghiệp về nông sản, nhưng mà không phải là nông sản tươi sống, mà là sản phẩm chế biến sâu, là thành phẩm. Nên cái thời gian bảo quản nó dài hạn hơn, nên cái tác động của cái đại dịch ở cái giai đoạn đầu thì nó chưa có tác động nhiều lắm. Cái tháng sau Tết thì doanh thu vẫn ổn định, bình thường. Tại vì là doanh nghiệp của mình chế biến sâu thì hàng hóa mình vẫn sản xuất và doanh thu ổn định. Nhưng bắt đầu đến tháng thứ 2 của dịch là tháng thứ 3 thì bắt đầu doanh thu bắt đầu giảm sút. Ở bên tôi thì có hai cái là chuyên công ty về chuyên sản xuất trà, có hai dòng sản phẩm là trà về trà thảo dược thì phân phối ở các hệ thống siêu thị và ở
cái spa, khu du lịch. Ngoài ra thì ngoài sản phẩm trà thảo dược thì cũng là đối tác hoặc là đầu tư trong lĩnh vực sản xuất cái trà organic, trà sa tuyết ở Hà Giang. Lúc sau cái vụ sau Tết á, thì hàng thu hoạch của mùa vụ của 2019 thì mình cũng đã giải phóng tồn kho hết rồi, vì trà sa tuyết thì một năm chỉ có thu hoạch hai vụ thôi, vụ xuân và vụ hè thu. Thì vụ hè thu của 2019 mình đã thu hoạch và đã tiêu thụ xong hết rồi, nên là nó cũng chưa nhìn thấy cái tác động. Rồi bắt đầu đến nay là vụ xuân của vùng thu hoạch 500 hecta trà, trong đó có hơn 100 hecta trà hữu cơ đã được chứng nhận của châu Âu, bắt đầu vào vụ xuân, bắt đầu vào thu hoạch. Nhưng mà những cái khách hàng mà truyền thống của công ty trước đây là xuất khẩu, chủ yếu là xuất khẩu nguyên liệu đi Đài Loan, một phần là xuất khẩu Trung Quốc. Trà sa tuyết cổ thụ là cái loại trà mà nó đặc biệt và nó rất là giới hạn, nó không như là những cái trà phổ biến khác. Thì khách hàng nó cũng rất là kén khách hàng, bởi vì cái sản phẩm trà của Việt Nam nó xuất khẩu một năm khoảng 150.000 tấn, nhưng mà cái giá trung bình chỉ khoảng hơn 2 đô một ký thôi. Nhưng mà cái sản phẩm của chúng tôi thì có thể đắt gấp 10 lần như vậy, hoặc là còn cao hơn nữa. Trước đây chúng tôi là chủ yếu là xuất cho thị trường Đài Loan, nhưng qua một cái quá trình mình đi xúc tiến thương mại, tham gia các cái hội chợ ở châu Âu như là Đức, Pháp, châu Á như là Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia để giới thiệu cái sản phẩm đặc sắc của Việt Nam, thì bắt đầu tiếp cận được một số những cái công ty trà để mình nâng cấp lên, mình xuất khẩu theo cái nhãn hiệu của Việt Nam, bao bì của sản xuất tại Việt Nam. Nhưng khi mà cái đại dịch này đến thì tất cả những cái kế hoạch đó nó đều bị ngưng trệ lại, và khách hàng mà mua xà thô của Việt Nam ở bên Đài Loan á cũng hạn chế cái số lượng rất là nhiều. Nhưng vào mùa thu hoạch rồi thì chúng tôi vẫn phải thu mua của bà con hợp tác xã. Hợp tác xã có khoảng gần 200 xã viên, thì đến vụ thu hoạch rồi thì mình vẫn phải thu mua của bà con hợp tác xã để tiếp tục duy trì sản xuất. Cái đó là một cái rất là khó khăn cho doanh nghiệp ở cái thời điểm hiện tại. Vâng, những cái khó khăn cho doanh nghiệp bà Nga vừa chia sẻ có thể thể hiện rõ qua một số những cái số liệu được không ạ? Ví dụ về nhân công hay những cái khó khăn về tài chính ạ, mình đã gặp phải như thế nào ạ? Ví dụ vào mùa thu hoạch như thế này thì do cái về quy định của nhà nước về giãn cách xã hội á, thì cái việc thu hái rồi cái việc đưa vào nhà máy chế biến á, nó cũng phải giãn cách ra, thì cái nhịp độ sản xuất nó bị giảm xuống, nó cũng tạo ra cái độ chi phí giá thành sản xuất lên. Rồi mình cũng phải đầu tư những trang thiết bị bảo hộ, thì tất cả những cái đó ở một cái doanh nghiệp nhỏ, một cái hợp tác xã thì nó sẽ tác động nhiều đến cái giá thành của sản phẩm. Với một cái doanh nghiệp lớn thì nó cái tỷ lệ ít, nhưng mà đối với doanh nghiệp nhỏ thì nó lại cũng là một cái phần chi phí nhiều ở trong sản xuất. Rồi đến vụ thu hoạch nhưng mà cái đầu ra mình chưa có cái đầu ra thì chắc chắn là sẽ bị hàng tồn kho, thì mình phải có một cái lượng vốn để dự trữ hàng tồn kho. Còn doanh nghiệp của ông Trung thì sao ạ? Doanh nghiệp của mình đã gặp phải những cơ hội và những thách thức như thế nào trước dịch Covid-19 vừa qua? Vâng, thì có thể nói là doanh nghiệp của chúng tôi thì có cả những khó khăn cũng như là một số cơ hội. Về khó khăn thì chúng tôi là doanh nghiệp vừa tư vấn về nông nghiệp cũng như là sản xuất và bán lẻ. Về các mảng tư vấn nông nghiệp thì chúng tôi hiện nay đang bị chậm lại, bởi vì trong quá trình dịch bệnh này thì cái công việc mà đi đến các nguyên liệu, các trang trại, cơ sở sản xuất là sẽ bị hạn chế. Mặc dù chúng tôi vẫn có tổ chức đi đến nơi để làm việc cũng như để thu mua nguyên liệu,
nhưng mà hoàn toàn là nó rất là hạn chế. Ví dụ như là tôi có đi đến những trang trại xung quanh Hà Nội, còn một số địa phương khác thì người ta cũng rất là hạn chế việc mà người Hà Nội đi đến các địa phương khác, nên là chúng tôi phải dừng lại việc mà đi khảo sát ở vùng này. Ngoài ra thì chúng tôi có tổ chức thu mua của các hợp tác xã thành viên như là của bà con nông dân. Thì trong quá trình thu mua thì về cái việc vận chuyển khó khăn, rồi thì một số các địa phương ví dụ như ở vùng cao phải di chuyển hàng hóa qua xe khách, thì xe khách hiện nay là đang không chạy, cho nên là những cái hàng hóa mà chuyển qua xe khách thì chúng tôi chỉ sử dụng những cái nông sản mà có xe tải riêng để về xuống Hà Nội. Chúng tôi cũng có một số cửa hàng cầm sạch, thì bởi vì cửa hàng bán thực phẩm là những cửa hàng yếu dành cho mùa dịch này, cho nên là hoàn cửa hàng vẫn hoạt động, tôi vẫn duy trì đủ nhân sự để bán hàng. Thì hiện nay thì bởi vì các cửa hàng cầm sạch các cửa hàng thiết yếu mở cửa, cho nên là cũng có thuận lợi, nguồn khách hàng cũng ổn định. Tuy nhiên là giá thành nhập đầu vào có tăng lên, giá thành đầu vào tăng lên thì chúng tôi phải điều chỉnh giá bán ra, thì là khách hàng cũng thông cảm, nhưng mà giá bán ra bị chậm. Vâng, như vậy đối với doanh nghiệp của ông Trung thì hoạt động ở trong rất là nhiều lĩnh vực ạ. Lĩnh vực phân phối thực phẩm thiết yếu thì đang duy trì khá là tốt đúng không ạ? Khó khăn chủ yếu là rơi vào lĩnh vực tư vấn đầu tư nông nghiệp và lĩnh vực logistics. Doanh nghiệp của anh Trung có xuất khẩu không ạ? Chúng tôi chỉ hỗ trợ các hợp tác xã khác xuất khẩu Vâng. trong mùa này thì không, một số các mùa khác thì chúng tôi có liên kết với cả vải Bắc Giang như là thanh long ở miền Nam. Vừa rồi đầu mùa dịch thì thanh long đang tác biên, đấy là đầu mùa dịch. Sau đó thì chúng tôi có tổ chức một số buổi tạm gọi là giải cứu về thanh long cũng như dưa hấu, nhưng mà gần đây thì bà con nông dân đã giảm cái sản lượng gieo hạt, nên là nay sản lượng đang ở mức là thấp và không còn bị thừa nữa. Thế Vâng. còn về về phần xuất khẩu những cái nông sản mà sau chế biến, ví dụ như là chúng tôi có làm mà về hoa quả sấy, sấy nóng, sấy lạnh, sấy dẻo, sấy hoa, thì hiện nay vẫn hoạt động bình thường, tất nhiên sản lượng có cầm chừng bởi vì đầu 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 mua họ cũng đang 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 rất là chậm. Vâng ạ. Sản lượng hiện nay thì giảm bao nhiêu phần trăm so với mức thông thường hả anh Trung? Chúng tôi chưa tính được cái xem là giảm bao nhiêu phần trăm, nhưng mà theo dự đoán thì giảm sản lượng phải giảm đến hơn nửa so với bình thường. Như vậy có thể thấy là cái tác động đối với mỗi doanh nghiệp là khác nhau ạ. Cũng có những cái mặt hàng mà mình tìm thấy cơ hội để mình phát triển hơn trong cái dịch bệnh này đúng không ạ? Thưa ông Trọng Thủy ạ, là một chuyên gia nông nghiệp thì chắc chắn là ông cũng ghi nhận được rất là nhiều ý kiến của những doanh nghiệp khác ạ. Ông có thể chia sẻ những câu chuyện này với VITV được không ạ? Trước hết thì tôi xin chia sẻ khó khăn với lại các cái doanh nghiệp mà kể cả xuất khẩu chế biến đối với lại hàng nông sản. Ở đây thì chúng ta thấy rằng đây là các cái nhóm hàng ví dụ như là gỗ, thế rồi sản phẩm theo gỗ, cà phê, thủy sản, điều điều. Đó là những cái mặt hàng mà chế biến thì gặp khó khăn nhiều hơn. Và khi mà quy mô của các cái doanh nghiệp này càng lớn bao nhiêu thì cái khó khăn nó lại càng chồng chất lên bấy nhiêu, bao gồm kể cả ở trên lĩnh vực sản xuất chế biến, hai nữa là tiêu thụ sản phẩm, thứ ba nữa là nguồn nhân lực, và cái thứ tư nữa là do cái đình trệ và cái khó khăn như vậy thì cái khó khăn bao trùm mà nó kéo dài sang cái quý 2 đó chính là không còn có cơ hội để mà đoán được những cái đơn hàng mà ở cái phía đối tác mà chúng ta, thị trường mà chúng ta đã quen biết để sản xuất cho cái quý 2 và trong cái quý 3. Cái thứ hai nữa là về thị trường. Thì như vậy là thị trường bây giờ của chúng ta xuất khẩu thì đã hết sức là khó khăn, mà kể cả là cái đơn vị giao hàng ở tại cửa khẩu cũng gặp những khó khăn nhiều hơn. Cái thứ ba nữa là về cái thị trường thì chúng ta thấy rằng là khi mà mình mà đã xuất khẩu kém ở trong cái quý 1 thì sang đến quý 2 chúng ta rất khó những cái đơn hàng mới.
và chúng ta sẽ bị mất thị trường tiếp theo khi mà chúng ta đã không có một cái sự đứt đoạn ở trong cái chuỗi cung ứng này. Về đặc biệt cái khó khăn thì chúng tôi cho là nguồn nhân lực. Đối với lại các cái đơn vị chế biến và xuất khẩu, khi có nguồn lao động càng cao và có những cái lao động kỹ thuật có tay nghề cao thì gần như bây giờ là người ta đã đến một cái thời kỳ và rã ra và có thể người ta di chuyển về quê để người ta làm việc. Như vậy là cái lao động tại chỗ đã khó khăn thì buộc cái chi phí hỗ trợ cho người sản xuất được tăng lên. Tôi biết như vậy là một số những các cái doanh nghiệp thì đã phải tăng lên chi phí, không phải là chỉ có nước sát khuẩn đâu, mà người ta phải hỗ trợ cho lao động tiền thuê nhà, người phụ nữ có con thì hỗ trợ cho phụ nữ có con để có tiền, như vậy là trông con trẻ. Thứ ba đã phải hỗ trợ để cho ăn trưa, để tăng ca, mà để như vậy là công nhân làm việc. Và cái cuối cùng nữa là đối với những cái người lao động có tay nghề cao thì buộc anh lại phải trả lương cao hơn để giữ lại, không có sau này là bắt nhịp được vào sản xuất thì người ta lại không đến nữa. Cho nên đấy là tôi thấy là cái khó khăn ở đây bao trùm nhất đó là vấn đề về thị trường. Và đối với người nông dân thì cái khó khăn mà trước mắt nó đang hiển hiện đó chính là cái vụ thu hoạch trái cây của chúng ta đã chuẩn bị đến, và không biết là bây giờ thị trường này như thế nào, và các cái công nghệ chế biến của chúng ta thì thấy là vẫn còn hết sức là khó khăn. Như vậy là đặc biệt là đồng bằng Nam Bộ và Sơn La, đấy là hai cái vựa trái cây của hai đầu đất nước, chắc chắn là ở phía trước của chúng ta đang tìm những cái bài toán và hiện nay đang còn bế tắc. Thưa ông Trọng Thủy ạ, hiện nay theo Bộ Công Thương thì việc xuất nhập khẩu đã hoạt động trở lại nhưng tiến độ vẫn còn khá là chậm. Thì ông có thể chia sẻ rõ hơn là với những cái tắc nghẽn ở trong hoạt động xuất nhập khẩu như vậy ạ, thì có những cái giải pháp để đẩy nhanh hoạt động xuất nhập khẩu này trong thời gian tới? Bây giờ chúng ta thống kê lại cái quý 1 năm 2020 thì tổng cái lượng như vậy là chúng ta xuất khẩu sang bên Trung Quốc là 2.779 xe hàng hóa. Và chúng ta nhập vào là 2.438 xe hàng hóa. Như vậy là rõ ràng là cái nhập vào của chúng ta là chủ yếu là nguyên liệu. Nhưng xuất ra như vậy chúng ta chỉ đảm bảo được từ 50 cho đến 60% so với lại cùng kỳ của quý 1 năm 2019. Vậy thì bây giờ giải quyết những vấn đề này như thế nào? Thì thứ nhất là Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp thì vẫn phải tiếp tục đàm phán với lại phía bên Trung Quốc, đặc biệt là cái đại diện thương mại của Trung Quốc, của Việt Nam tại Trung Quốc là ở bên Quảng Tây, thì chúng ta đang thao gỡ và đề nghị như vậy là cần phải giải phóng và thông quan nhanh, tăng giờ làm việc, tăng bốc xếp và quản lý cái số lái xe ở hai đầu là thật chuyên nghiệp trên cái cơ sở đó để mà thông quan để cho nó nhanh hơn. Cái điều thứ hai nữa ấy là cái giải pháp thứ hai nữa là chúng ta vẫn phải tiếp tục điều tra để nắm cái số liệu hiện nay là cái nguồn cung và nông sản của chúng ta ở trong nước như thế nào, để phân kỳ nó ra theo thời gian, để nó giãn ra về mặt thu hoạch và để làm sao nó đảm bảo được cái nhịp để mà cái xuất khẩu vào trong cái quý, trong cái tháng 4 và trong tháng 5. Thì hiện nay là điều tra và các cái khâu của chúng ta đã định về sản lượng là tương đối tốt. Và cái thứ ba nữa thì vẫn phải quan trọng, đó là cái mã vùng và cái vệ sinh an toàn thực phẩm, để làm sao mà khi xe của nông sản lên đến cái cửa khẩu của Lạng Sơn thì chúng ta như vậy là việc kiểm soát nó sẽ đảm bảo được về mặt tiêu chuẩn, thì cái thông quan của chúng ta nó sẽ tốt hơn. Theo đó là ba những cái giải pháp mà Bộ Nông nghiệp và Bộ Công Thương thế rồi là đã chỉ đạo và chúng ta thực hiện tương đối tốt. Còn hiện nay thì tôi thấy nó còn có một cái khó khăn, đó là cái liên kết ngang thông tin giữa bộ, các tỉnh với lại các cái tỉnh biên giới của chúng ta, thì chúng ta thấy là cái lượng thông tin này thì nó còn chậm, nó chưa chính xác và nó không được thường xuyên. Từ cái thông tin chậm này nó dẫn đến là các cái đơn vị mà có nhiều hàng thì vẫn cứ ùn ùn và đưa xe lên Lạng Sơn. Thì đây là một những cái điều mà chúng ta cần phải được cái là chấn chỉnh, và khi mà cái này mà đã được giải quyết thì tôi cho rằng là các cái lượng xe và hàng hóa của chúng ta lên trên Lạng Sơn nó sẽ thưa hơn và nó sẽ đảm bảo được cái nhịp của cái xuất khẩu tốt hơn. Vâng, thưa quý vị, mời quý vị cùng đến với một phần tổng hợp sau đây của chúng tôi về gói hỗ trợ của chính phủ dành cho người dân và doanh nghiệp vừa mới được thông qua. Ngày 8 tháng 4, Chính phủ đã ban hành Nghị định 41 gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất.
Theo đó, các doanh nghiệp hộ kinh doanh được gia hạn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, tiền thuế đất. 5 nhóm đối tượng, trong đó có doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Theo ông Phạm Đình Thì, Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế Bộ Tài chính, số doanh nghiệp được gia hạn lần này lên tới 98% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh trong cả nước. Số thuế và tiền thuế đất được gia hạn khoảng 180.000 tỷ đồng. Về thủ tục hành chính, để đơn giản trong quá trình thực thi gói hỗ trợ này, thì các đối tượng chỉ cần làm đơn đề nghị và nộp một lần cho các cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Nếu doanh nghiệp đã chấp hành tốt, nộp trước rồi thì Bộ Tài chính cho phép bù trừ vào các khoản thuế phải nộp khác để đảm bảo các doanh nghiệp đều được hưởng ưu đãi này. Ngày 12 tháng 3 năm 2020, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký ban hành thông tư số 01 quy định về việc tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch COVID-19. Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có nhiều ngân hàng đăng ký các gói tín dụng hỗ trợ với tổng dư nợ lên đến 285.000 tỷ đồng. Thủ tướng cũng cho biết về gói hỗ trợ tiền tệ hiện nâng lên khoảng 300.000 tỷ đồng. Thủ tướng nêu rõ tinh thần không để doanh nghiệp thiếu vốn tín dụng, tạo mọi thuận lợi để doanh nghiệp tiếp tục duy trì phát triển sản xuất kinh doanh. Ngoài những cái giải pháp từ phía cơ quan quản lý như vậy thì tự bản thân doanh nghiệp đã có những giải pháp nào để vượt qua giai đoạn khó khăn này ạ? Xin mời bà Nga ạ. Có một số những giải pháp như sau. Tầng lớp trung lưu Việt Nam thì ngày càng nâng cao. Trước đây không có dịch, mọi người thì là quan tâm đến những sản phẩm về đồ uống nhập khẩu nhiều hơn. Thì trong cái giai đoạn dịch này thì cái việc vận chuyển quốc tế nó bị hạn chế, thì cũng là một cái cơ hội để chúng ta xem xét lại nâng cao cái chất lượng sản phẩm phù hợp với đối tượng, nhiều đối tượng tiêu dùng khác. Ví dụ như chúng tôi sẽ có cái sản phẩm mà phục vụ cho cái văn phòng như là từ 25 đến 35 tuổi. Những cái sản phẩm trước đây là thường là ở cái các bạn đấy thì hay thích uống trà sữa. Thì bây giờ chúng tôi sẽ có những sản phẩm phù hợp với cái nhu cầu của giới trẻ. Rồi về thị trường. Thị trường thì trước đây chúng tôi chủ yếu tập trung ở kênh bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng. Thì bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục quan tâm đến cái bán hàng trên theo online công nghiệp số. Ví dụ như trên sàn Tiki là chúng tôi cũng đã bán hàng công khu trong thời gian dịch vừa qua thì cũng tăng trưởng khá tốt so với năm. Rồi tiếp tục mở thêm những cái sàn như là Sendo, Shopee. Ngoài cái thị trường online ở trong nước thì chúng tôi cũng đăng ký với tại cơ quan của FDA về quản lý thuốc và thực phẩm của Hoa Kỳ để được cấp giấy chứng nhận chấp nhận cái sản phẩm của chúng tôi được phép nhập khẩu vào Mỹ. Khi mà chưa làm việc tiếp tục với những nhà phân phối của Mỹ thì chúng tôi sẽ làm việc qua Amazon. Thế là trong giai đoạn vừa rồi thì doanh nghiệp của bà Nga đã phát triển thêm những cái sản phẩm mới này, tìm thêm thị trường và ứng dụng những cái công nghệ gọi là thương mại điện tử đúng không ạ? Thì cái hiệu quả mình đạt được như nào ạ? Doanh số của mình có tăng qua những cái kênh thương mại điện tử đấy không ạ? Bây giờ mới bắt đầu. Vâng. Thì là mình cũng hơi chậm, thực sự là mình cũng hơi chậm trong cái việc này. Mà khi mà xảy ra những cái biến cố này bắt đầu mình phải đẩy công việc nó tiến triển nhanh hơn. Ngoài những cái biện pháp đó thì chúng tôi ký hợp đồng sản xuất OEM cho một số những cái đối tác có cái khả năng phân phối tốt hơn chúng tôi. Có thể nói đây cũng là một kinh nghiệm rất là quý báu, trong nguy thì có cơ. Nếu như là không có dịch bệnh lần này thì có thể là doanh nghiệp của bà Nga sẽ không nghĩ đến chuyện phân phối sản phẩm đa kênh như vậy đúng không ạ? Còn doanh nghiệp của ông Trung ạ? Đúng là bây giờ thì chúng ta hạn chế ra ngoài, nên chúng tôi đã có một số giải pháp như sau. Đối với các cửa hàng dọn sạch thì cũng như là trước kia, nhưng mà cho bây giờ chúng tôi đẩy mạnh hơn cái việc là ra khỏi nhà. Hiện nay thì ở trong nội đô thì cái dịch vụ Grab hoặc tạm dừng, nhưng mà tuy nhiên là các dịch vụ khác như là dịch vụ giao hàng nơi của Anabus vẫn còn hoạt động. Chúng tôi đang và chúng tôi có người chuyển ship ruột, tức là người trong hệ thống
thì họ chúng tôi vừa thuê bên ngoài, chúng tôi vừa sử dụng giày của xã hội thôi. Ngoài ra thì cũng như là bên công ty của Việt Nam, chúng tôi cũng có áp dụng các hình thức trực tuyến cả trong quản lý nội bộ, ví dụ như là họp hành trực tuyến và trao đổi trực tuyến, và cả trong phần bán hàng chúng tôi đẩy mạnh kênh bán hàng trực tuyến trên mạng xã hội Facebook. Với các cái vùng mà chúng tôi không đến được, chúng tôi thuê đơn vị ở tại địa phương, ví dụ như là ở tại các vùng bên ngoài, tại các vùng bị cách ly, như là thậm chí là ở gần cửa, chúng tôi cũng có các hoạt động nhập các nguyên liệu và xuất đi, thì chúng tôi đều thuê thay vì là tự làm trực tiếp như là trước kia. Ngoài ra thì có thời gian chúng tôi phải thay thế đường bộ, tải đường bộ bằng vận tải đường biển trong quá trình xuất nhập khẩu, bởi vì là đường bộ thì nhanh nhưng mà việc đóng mở cửa biên giới và tức là hay tắt biên giới, thì khi đó chúng tôi phải bắt buộc chúng tôi phải đăng ký tàu biển. Tàu biển thì chậm hơn, ví dụ 2 km thì mất phải đến gần 7 ngày, và trong một tuần thì chạy 2 chuyến thôi, hay trong việc là đường bộ thì chạy rất là liên tục, nhưng chúng tôi vẫn phải sử dụng đường biển cho nó an toàn. Ngoài ra thì chúng tôi đã chuyển đổi các loại hình cơ cấu mặt hàng giấy vận chuyển, giấy bảo quản, hàng thiết yếu. Trong đó thì tất nhiên là hàng thiết yếu thì có các loại nước xịt khuẩn, kháng khuẩn. Tuy nhiên là cái đó thì chủ yếu là chúng tôi bán các thứ và tặng cho khách hàng, thì tôi không kinh doanh những mặt hàng về nước xịt khuẩn. Tôi có thêm một cái mặt hàng đó là chế biến xuất cơ, để bởi vì là hàng thực phẩm mà thực phẩm chưa chế biến thì nó vẫn còn một cái vòng nữa, đó là chế biến thành chất cơ. Như vậy thì nó vừa có hai mặt, vừa đạt được để chúng tôi tiêu thụ những cái mặt hàng mà chúng tôi bán chậm, và thêm nữa là cũng phục vụ cho khách hàng. Hiện nay thì những cửa hàng bán hàng ăn uống ở ngoài thành phố là không có nhiều, thì xuất cơm giao tại nhà phù hợp. Ông Thủy có thể tư vấn thêm cho doanh nghiệp những cái giải pháp để họ tự cứu lấy mình trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến ngày càng phức tạp hơn ạ? Chúng ta thấy rằng là trong cái khó khăn thì gần như các đơn vị bây giờ mới hướng mạnh vào như vậy là làm sao để cố gắng tiêu thụ được sản phẩm thôi. Thế còn tái cấu trúc lại nghĩa là đa dạng hóa cái mặt hàng của mình để mà nhằm vào cái thị trường nội địa, thì rõ ràng là hiện nay là các cái doanh nghiệp là hết sức còn lúng túng, bởi vì chúng ta chưa nắm được thói quen của người tiêu dùng, và những cái sản phẩm của mình còn ảnh hưởng ở trong thị trường là rất ít. Vậy thì bây giờ là chúng ta phải làm gì? Tôi cho rằng là cái quan trọng lớn nhất đó là chúng ta phải hướng vào cái thị trường nội địa của mình. Đối với những cái dòng sản phẩm cao cấp mà thích ứng với lại cái lớp trung lưu thì chúng ta phải tiếp cận qua cái kênh siêu thị và các cái cửa hàng có chỉ dẫn. Qua cái hệ thống mà được thiết lập và mình chấp nối được như vậy thì cái tầm ảnh hưởng và cái thương hiệu của mình nó sẽ đứng được, và nó có thể là nó sẽ có cái sức mua được cao hơn. Cái điều thứ hai nữa là đối với lại cái thị trường ở dân sinh thì buộc là chúng ta là phải trở lại đối với lại có cái khu vực ở trên nông thôn, mà trên cái cơ sở đó thì chúng ta mới lại liên kết được với lại các cái trung tâm, các cái thị tứ, các cái đại lý, thì cái hàng hóa của mình là mới có thể là đều được. Thế tôi cho là cái việc đầu tiên đối với mình phải giải phóng nhanh được cái nguồn hàng. Cái điều thứ hai đó là tập trung để đẩy qua cái con đường bán online, nó rất phù hợp với lại cái chuỗi cung ứng ở hiện nay, thì làm sao chúng ta lấy được cái vốn về. Và cái thứ hai đó là tạo điều kiện để mà chúng ta hiểu thêm về thị trường, để mà chúng ta có được những cái mặt hàng mới. Cái điều thứ hai quan trọng nữa đó là anh phải nghiên cái từ cái sức tiêu thụ của thị trường, thì anh phải tìm ra là những cái thị trường, những cái hàng hóa nào phù hợp với hiện nay mà dịch bệnh có thể còn kéo dài cho đến quý 2 và cho đến quý 3 nữa. Vậy thì như vậy là với một cái mức mà người ta đang tối giản cái nhu cầu như vậy, thì hàng hóa của mình vào một cái khu vực chợ dân sinh, vào được một cái khu vực người tiêu dùng phổ biến hiện nay, thì người ta cần gì trên cái cơ sở đó để mà anh tính cái giá thành, để trên cái cơ sở đó anh tính như vậy là khả năng xoay chuyển và
anh đưa được ra những cái sản phẩm của mình chế biến để cho nó hợp nhất, và đặc biệt là trong cái mùa tháng 4, tháng 5, tháng 6 là mùa nóng. Vậy thì những cái sản phẩm đồ uống của chị Nga như thế nào? Sản phẩm tư vấn nông nghiệp của chúng ta, nếu như là khi Trung Quốc bắt đầu đã tạm như vậy là dập được dịch, vậy thì như vậy là đất thừa trồng rau, củ quả mà cho anh Trung, thì đó chính là những cái vấn đề mà anh phải liên kết với là hợp tác xã và phải khẩn trương đảm bảo cái này thì anh mới có cái nguồn thu để mà bù đắp lại cho những cái sản phẩm của anh đã bị hao hụt vừa rồi. Thì tôi cho là đấy là cái điều thứ hai mà đối với lại các cái doanh nghiệp cần phải làm. Và cái điều thứ ba nữa ấy là anh phải hỗ trợ cái nguồn nhân lực mà người ta đã từng bám rễ sâu làm việc với anh. Thì trên cái cơ sở đó, khi anh có việc thì cái nguồn nhân lực nó quay lại để mà anh tiếp nhận được các cái đơn hàng. Và tôi cho rằng ấy là đối với lại các cái doanh nghiệp hiện nay thì thị trường Trung Quốc vẫn là một cái thị trường lớn và có sức như vậy là đưa hàng hóa sang của chúng ta tốt hơn. Nhưng một cái lời mà chia sẻ với lại các doanh nghiệp là hãy chọn những phân khúc thị trường sản phẩm ở tầm trung bình và thấp của Trung Quốc thì chúng ta đưa vào, thì cái khả năng sản xuất và cái khả năng tiêu thụ của chúng ta mới tốt hơn. Vâng, như chúng tôi đã đề cập thì vào ngày 8 tháng 4, Chính phủ đã ban hành nghị định số 41 và gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất. Số doanh nghiệp được gia hạn lần này thì lên tới 98% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh và với giá trị là khoảng 180.000 tỷ đồng. Đặc biệt là nghị định này có hiệu lực ngay sau khi ký ạ. Doanh nghiệp của chúng ta đón nhận những thông tin này như thế nào ạ? Xin mời ông Trung. Vâng, chúng tôi đã có được về cái nghị định và nghị định về hỗ trợ về hoàn thuế cũng như là về tiền thuê đất. Chúng tôi thấy như này, tất nhiên là cái việc hỗ trợ về giảm nộp thuế, đó là hỗ trợ về những cái thực chúng tôi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước thì hoàn toàn là chúng tôi. Nên trong đó thì trong nghị định có liệt kê tất cả các thành phần kinh tế, trong đó có doanh nghiệp và các tổ chức khác. Chúng tôi hy vọng là hợp tác xã cũng là một trong số tổ chức là được áp dụng cái giảm thuế của chúng tôi, có hợp tác xã có thành phần khá nhiều, trong đó thì có hỗ trợ là các khoản thuế như là thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc là thuế giá trị gia tăng. Thế còn một số loại chính sách ví dụ như là chúng tôi có nhập khẩu các cái trang thiết bị về nông nghiệp thì chúng tôi chưa thấy nhắc đến, mặc dù chúng tôi thấy là ví dụ như nhập khẩu các trang thiết bị về y tế hoàn toàn là được miễn thuế nhập khẩu. Vậy thì y tế thì rõ ràng là cấp bách rồi, nhưng mà các lĩnh vực khác cụ thể là nông nghiệp cũng nên là có một số các cái thuế nhập khẩu cho lĩnh vực nông nghiệp. Và ngoài ra thì thuế thu nhập chúng tôi cũng vẫn chúng tôi thấy là có một số doanh nghiệp mà lập mới thì đã miễn hoàn toàn thuế thu nhập bắt đầu từ năm 2020 này. Nhưng mà những doanh nghiệp như chúng tôi là mới thành lập từ năm vừa rồi thì lại chưa được nhắc đến cái khoản hỗ trợ thuế thu nhập. Tôi tất cả các loại thuế chúng tôi đều mong muốn là làm sao. Tôi cũng không xin là phải miễn giảm cái gì, nhưng mà nên chậm lại một chút. Vâng, còn bà Nga thì sao ạ? Bà cảm nhận như thế nào khi mà chính phủ đã thông qua gói tài khóa này ạ? Cái thông tin này chúng tôi cũng mới xem TV sáng nay trong bản tin kinh tế sáng nay. Trong cái giai đoạn này là phải nói là nhà nước cũng rất là khó khăn mà chính phủ đưa ra một cái chính sách như thế cũng như là một cái động lực để động viên doanh nghiệp. Nhưng mà tôi nghĩ là nó cũng chỉ là cái tinh thần thì nhiều hơn. Tại vì nếu như mà hàng hóa mình không bán được thì cũng không có doanh thu. Nên là nhưng mà nó cũng là một cái nguồn để cho mình giải quyết những cái khó khăn tức thời. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đang quan tâm đến cái gói hỗ trợ doanh nghiệp trong về vấn đề vay vốn, đặc biệt là để cho hợp tác xã thu mua trà của nông dân trong cái mùa vụ đang diễn ra đây. Thì sau cái đợt này thì chúng tôi cũng ban chủ nhiệm hợp tác xã cũng sẽ bàn để liên hệ với làm sao để tiếp cận được với cái gói tín dụng đó để thu mua trà cho bà con.
thì tôi cũng chưa biết là sau sau cái chương trình này chúng tôi sẽ họp hợp tác xã và để xem, cũng chưa biết tiếp cận như thế nào, là có phải tài sản thế chấp không, hay là căn cứ trên lượng hàng tồn kho, hay là căn cứ trên cái cơ sở gì để có thể doanh nghiệp có thể tiếp cận vốn được. Vâng, bà Nga có đề cập đến gói hỗ trợ tín dụng của các ngân hàng thương mại. Mặc dù là có thông tin rồi nhưng mà doanh nghiệp của bà vẫn chưa biết là tiếp cận như thế nào ạ. Chúng tôi rất là hy vọng rằng lãnh đạo của các ngân hàng, những người làm chính sách thì có thể tiếp nhận thông tin này và có hướng dẫn cụ thể cho các doanh nghiệp để họ có thể sớm vượt qua được dịch bệnh lần này ạ. Thế còn doanh nghiệp của ông Trung ạ, ông đã có thể tiếp cận được gói hỗ trợ tín dụng của các ngân hàng chưa ạ? Chúng tôi thì cũng chưa, bởi vì là gói này mới ra, chúng tôi chưa có tiếp cận vào. Mặc dù là trước đó thì chúng tôi cũng có một số các cái nguồn tín dụng khác và vẫn đang hoạt động, ví dụ như là nguồn tín dụng của quỹ phát triển hợp tác xã, thậm chí là của ngân hàng và các trước đó nữa, thì chúng tôi chỉ có một cái kiến nghị thế này thôi. Nhà nước đã yêu cầu và đề nghị là ngân hàng giảm cái lãi vay và gia hạn cái lãi vay, thì chúng tôi thấy như này nên gia hạn cả gốc và lãi, bởi vì chúng tôi nghe đôi khi là lãi chưa đủ cả gốc cũng cần nên gia hạn. Và cái việc đó là phải làm ngay, chúng tôi chưa thấy cái thời hạn có thể là làm ngay được như thế nào, bởi vì là hàng tháng thì chúng tôi vẫn phải xử lý những khoản tín dụng đó. Tức là anh kiến nghị là nên gia hạn cả gốc cả lãi đối với cái gói hỗ trợ và tín dụng đúng không ạ? Vâng, ông Thủy có ý kiến như thế nào về những chia sẻ vừa rồi của các doanh nghiệp ạ? Vâng, tôi cũng nhận được nhiều ý kiến phản hồi của doanh nghiệp mà sau khi nhận được các cái gói hỗ trợ của chính phủ, thì đánh giá cao chính phủ về hỗ trợ các cái doanh nghiệp ở trong cái chống lại cái suy thoái kinh tế và chống thất nghiệp. Nhưng ở đây thì các cái phản hồi có nêu những cái chung như này. Cái thứ nhất là cái thủ tục để mà được nhận những cái gói hỗ trợ đó thì nó hết sức là rườm rà và trở thành như một cái gánh nặng hành chính mới cho các cái doanh nghiệp. Nó được biểu hiện như thế này, khi mà đơn vị một doanh nghiệp mà muốn nhận được cái gói hỗ trợ đó thì anh phải chứng minh được là cái tổn thất của anh là bao nhiêu. Thứ hai nữa là nó đến thời điểm nào thì dừng lại. Thứ ba nữa là nó kéo dài là bao nhiêu và anh phải chứng minh được đường đi của cái sản phẩm của anh. Và trong cái đường đi sản phẩm của anh phải chỉ rõ được cái thị trường mà anh tiêu thụ. Anh dự kiến được giá và khi có tạo ra được giá trị sinh lời thì đến lúc đó anh mới nhận được cái hỗ trợ. Và người ta cho rằng là nếu như vậy thì không khác gì như làm một cái bản kế hoạch ở trong sản xuất và phải chứng minh nó bằng cái công tác kế toán và cái phép tính kinh tế. Do vậy là các cái doanh nghiệp người ta cảm thấy nó quá là phức tạp và người ta không còn đủ sức để làm những cái việc đó nữa. Cho nên đó là rất ít doanh nghiệp nhận được cái gói hỗ trợ này. Thế còn về cái nghị định 41 mà vừa rồi là được chính phủ vừa thông qua ấy, thì tôi thấy rằng là các cái doanh nghiệp đã có phản hồi ngay. Người ta có mấy cái phản hồi như thế này. Cái thứ nhất là đề nghị chính phủ là phải kéo dài cái thời gian gia hạn về nộp thuế thu nhập của doanh nghiệp và cho đến tháng 12 thay vì như vậy là 5 tháng hiện nay. Như vậy cái nghị định 41 này có 5 tháng thôi thì người ta đề nghị như vậy là phải kéo dài cho đến hết năm. Với lại cái doanh nghiệp mà đối tượng là các cái doanh nghiệp mà bị tổn thất nặng nề hoặc cái là người ta đang tái cơ cấu lại các cái sản phẩm hoặc là đổi mới cái công nghệ thì nên như vậy là kéo dài cái thời gian đó ra cho đến tháng 12. Cái phản hồi thứ hai nữa là giảm cái thuế thuê đất cho các cái đối tượng đã áp dụng ở trong cái nghị định 41 xuống như vậy là 20-30% và kéo dài cái thời gian, cái hạn thuê thêm từ 6-12 tháng đối với các cái kỳ hạn là thuê ngắn hạn về thuê đất. Thì cái ý kiến thứ hai là như vậy. Ý kiến thứ ba nữa là cần phải triển khai càng nhanh càng tốt, có nghĩa là các cái văn bản hướng dẫn để thực hiện các cái nghị định 41 này nó phải thật nhanh lên, chứ bởi vì hiện nay là đối với các doanh nghiệp là người ta đang ở cái thời kỳ đuối sức, và nếu như mà cái hướng dẫn này mà đến chậm đến muộn thì người ta sẽ bị kiệt sức và đến lúc bấy giờ thì qua hô hấp người ta cũng không có thể nào và người ta là có được cái sản phẩm và đem ra thị trường. Như vậy là đối với lại các cái bộ và bây giờ cụ thể hóa văn bản vẫn là tiếng gọi khẩn thiết nhất đối với lại các cái doanh nghiệp trong cái gói hỗ trợ này, và kéo dài thời gian ra cho đến tháng 12 thay vì 5 tháng như theo quy định,
của cái nghị định 41 thì đó là những cái lời mà người ta được mong muốn chính phủ và các cái bộ cần phải nghiên cứu để mà đến các cái doanh nghiệp nó thuận lợi hơn. Vâng, xin cảm ơn ông Thủy đã thay mặt những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp đưa ra những cái kiến nghị và đề xuất hết sức là thẳng thắn ạ. Các doanh nghiệp có thể có những cái đề xuất và kiến nghị thêm để chúng ta cùng kết thúc chương trình ngày hôm nay ạ. Tôi nghĩ là quan trọng nhất là doanh nghiệp vẫn cứ phải là phát triển được thị trường và tiêu thụ dạng sản phẩm. Đó là cái yếu tố cốt lõi, bởi vì là chúng tôi là nhà sản xuất, quy trình sản xuất, nghiên cứu sản phẩm là chúng tôi đã tập trung vào cái trong quá trình sản xuất rồi. Thì muốn để doanh nghiệp phát triển được thì chỉ có doanh nghiệp rất là cần về các cơ quan ban ngành của nhà nước về hỗ trợ doanh nghiệp để phát triển thị trường trong nước cũng như là những cái xúc tiến thương mại đi quốc tế. Bởi vì doanh nghiệp chúng tôi không phải là thương mại mà chúng tôi là nhà sản xuất, thì đầu ra là cái vấn đề quan trọng nhất. Vâng, vừa rồi thì cũng nghe ông Thủy có đề cập đến cái hỗ trợ về thuê đất đai, thì chúng tôi cũng thấy các xã của chúng tôi thì cũng không có nhiều cơ hội thuê đất của nhà nước, mà ngược lại chúng tôi thường thuê đất của dân và của các hợp tác xã khác. Vì vậy thì cái việc mà giảm giá thuê đất ở đây là chúng tôi bị thẳng thắn với nhau, thì cũng có cái sự giảm giá đó. Tuy nhiên là cái sự giảm giá khi mà với nhau đó thì ngược lại chúng tôi người mà cho thuê đất lại không được giảm cái thuế tương ứng với cả cái việc mà thuê đất đó. Vậy chúng tôi thấy là cái việc mà thuế thuê cho thuê đất là cũng nên được xem xét lại đối với cả đất đai không thuộc nhà nước dân, và thậm chí là nếu mà nhà nước mà có cái gói hỗ trợ đứng ra để mà gánh một phần cái việc mà tiền thuê đất của chúng tôi đối với cả nhân dân thì là tốt nhất ạ. Và ngoài ra thì kiến nghị thì chúng tôi cũng không có kiến nghị nữa. Chúng tôi hoàn toàn là hiểu là nhà nước và những nhân dân chúng ta cùng đồng lòng để vượt qua cái giai đoạn này. Thì bên cạnh là chúng tôi cũng xin thay mặt cho các doanh nghiệp khi được hỗ trợ của nhà nước, nhưng mà ngược lại chúng tôi cũng thấy hoàn toàn các doanh nghiệp tự cố gắng và các doanh nghiệp khỏe thì nhà nước cũng phải. Vâng ạ, cảm ơn anh Trung. Ông Thủy có muốn nói điều gì trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay không ạ? Vâng, tôi muốn nói kiến nghị với lại chính phủ. Cái thứ nhất là cần đàm phán với lại bên Trung Quốc, cố gắng làm sao những cái thông quan của chúng ta kéo dài là đến 8 tiếng trên một ngày thay vì cho 5 tiếng như hiện nay. Cái điều thứ hai nữa là Bộ Nông nghiệp và Bộ Công Thương thì chúng ta như vậy là đến tháng 6 thì có thể là cái thị trường Trung Quốc nó sẽ mở bung ra từ tháng 5 cho đến tháng 6. Còn châu Âu thì nó khoảng là tháng 7. Thế thì như vậy là các cái sản xuất của nông nghiệp thì hiện nay đang khó nhất. Đó là cái mã số, đối là cơ sở đóng gói. Như vậy là chúng ta có thể làm được các bệnh viện dã chiến để chống dịch COVID-19. Thì tại sao chúng ta lại không làm được các cái cơ sở mã số dã chiến như vậy để vào tận vùng sản xuất để mà đóng gói cho nông sản? Và khi mà chúng ta đã đưa được xuống đến đó thì hạ đi được chi phí rất nhiều. Và có lẽ đây là các cái nhà khoa học, những người làm chính sách và chính phủ cần phải có những cái táo bạo hơn để mà làm sao mà đưa được các cái cơ sở đóng gói về tận vùng cái nguyên liệu sản xuất, đặc biệt là cái vụ thu hoạch hoa trái của chúng ta. Thì khi đã có mã số rồi thì đó chính là cái con đường xuất khẩu của chúng ta sẽ tạo dựng được nhiều hơn. Và tôi nghĩ rằng đây là các doanh nghiệp cần phải táo bạo hơn, đó là, và nhà nước cũng táo bạo hơn. Nếu như mà chúng ta nói rằng đây là tiêu thụ nông sản cũng không khác gì là một cái hậu cần đánh giặc cho như vậy là dịch COVID, thì hãy làm nó như là những cái gì mà chúng ta đã làm như trong thời gian vừa qua. Xin hết. Vâng, quả thật là một đề nghị rất là khác biệt và sáng tạo, thưa ông Thủy. Rất là cảm ơn khách mời đã tâm huyết với cả chương trình ngày hôm nay và đưa ra những kiến nghị hết sức là thiết thực ạ. Trong gói hỗ trợ tài khóa mà chính phủ vừa thông qua thì tôi thấy dường như để doanh nghiệp nhận được hỗ trợ thì thủ tục đơn giản hơn khá là nhiều. Chỉ cần làm đơn đề nghị nộp một lần cho cơ quan thuế phụ trách trực tiếp, chứ không đòi hỏi những giấy tờ xác nhận là phức tạp ạ, như là ông Thủy đã chia sẻ. Thì chúng ta cùng chờ xem là gói hỗ trợ này sẽ đi vào cuộc sống như thế nào.
Nhưng tôi tin rằng với sự quyết liệt của chính phủ, với quyết tâm là không để nền kinh tế bị đổ gãy và bị âm trong phát triển, thì các giải pháp sẽ nhanh chóng được thực thi ạ. Chúng ta quả thật là không còn thời gian nữa. Khi mà theo khảo sát của Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân, thì 74% doanh nghiệp sẽ rơi vào tình trạng phá sản nếu mà dịch bệnh kéo dài 6 tháng ạ. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh là cầu nối giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý, là diễn đàn để doanh nghiệp có thể chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của mình ạ. Rất là cảm ơn các vị khách mời đã cùng trò chuyện với chúng tôi ngày hôm nay ạ. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem lại chương trình trên website của kênh truyền hình VTV, www.vtv.vn. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt.